giờ, vị trí tâm bão ở vào khoảng 13,3 độ Vĩ Bắc, 120,3 độ Kinh Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12, tức khoảng từ 115 đến 135 km/h, giật cấp 14. Hồi 8 giờ, vị trí tâm bão ở vào khoảng 13,2 độ Vĩ Bắc, 119,9 độ Kinh Đông, cách đảo Song Tử Tây khoảng 650 km về phía đông đông bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12, tức khoảng từ 115 đến 135 km/h, giật cấp 14. Ban kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên, khoảng 250 km tính từ tâm bão. Ban kính gió mạnh từ cấp 10, giật từ cấp 12 trở lên, khoảng 100 km tính từ tâm bão. Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 20 đến 25 km và tiếp tục mạnh thêm. Đến 7 giờ ngày 27 tháng 10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 13,7 độ Vĩ Bắc, 115 độ Kinh Đông, cách đảo Song Tử Tây khoảng 270 km về phía Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12-13, tức khoảng 115 đến 150 km/h, giật cấp 15. Vùng nguy hiểm do bão trên Biển Đông trong 24 giờ tới, gió mạnh từ cấp 6 trở lên, giật từ cấp 8 trở lên, từ vĩ tuyến 11 đến 17 độ Vĩ Bắc, từ kinh tuyến 112 đến 120 độ Kinh Đông. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió giật mạnh. Do ảnh hưởng của bão, khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm cả vùng biển phía đông nam quần đảo Hoàng Sa và vùng biển phía bắc quần đảo Trường Sa, có mưa bão, gió mạnh cấp 10, cấp 11, vùng gần tâm bão mạnh cấp 12, cấp 13, giật cấp 15, sóng biển cao từ 8 đến 10 mét, biển động dữ dội. Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được từ 20 đến 25 km. Đến 7 giờ ngày 28 tháng 10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 14,5 độ Vĩ Bắc, 109,9 độ Kinh Đông, ngay trên vùng biển các tỉnh từ Đà Nẵng đến Phú Yên. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12, cấp 13, tức khoảng 115 đến 150 km/h, giật cấp 15. Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20 km, đi vào đất liền các tỉnh từ Đà Nẵng đến Phú Yên, sau đó suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới. Đến 7 giờ ngày 29 tháng 10, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 14,9 độ Vĩ Bắc, 105,7 độ Kinh Đông, ngay trên khu vực Nam Lào. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, tức khoảng 40 đến 50 km/h, giật cấp 8. Cấp độ rủi ro thiên tai do bão số 9 là cấp 4.